Hello, xin chào các bạn. Và trong cái video lần này thì chúng ta sẽ xem tạo tán cho cái cây tree nguyên bản này thêm một tầng nữa, nó gọi là tầng 4. Bây giờ chúng ta quan sát ha. Chúng ta có một cái gốc, mầm gốc phải nói là to hơn cái ngón tay này. Đây, thấy chưa? Và khi mà nó lên á, thì nó được ít nhất là cũng khoảng gần 10 nhánh rồi. Bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ tỉa một cái canh trừ lại khoảng 4 nắp lá. Đây, các bạn thấy nè, 1, 2, 3, 4, mình chỉ cắt. Bên này cũng vậy, mình cứ trừ khoảng 4 nắp lá, mình cắt. Bên này cũng vậy, mình trừ khoảng 4 nắp lá, 3 nắp lá cũng được. Mà 4 nắp lá thì ok, đối với những cái cành khỏe. Còn cành yếu mình cứ trừ 3 nắp lá thôi. Mình sẽ cắt. Rồi, giờ các bạn thấy nè, sau khi mình tạo tán cho cái cây tree nguyên bản này á, thì các bạn sẽ thấy là bắt đầu á, trong cái đợt hoa sau á, nó sẽ rất là rực rỡ. Bởi vì á, nó sẽ lên cái bông, càng lên cao á, thì cái bông nó càng ngắn. Nhưng mà tree á, thì mình không quan tâm là cái cành hoa nó dài như thế nào hay là nó như thế nào hết. Mình chỉ cần biết là nó đẹp như vậy. Ok, thì ở đây mình có được khá là nhiều những cái mầm, những cái cành. Đấy, mình đếm sơ sơ này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gần 10 cành. Và đợt tiếp theo á, thì mình sẽ ra thêm một cái đợt hoa nữa, thì mình sẽ chiết và mình sẽ tạo ra thành một cái cây gọi là cây tree nguyên bản. Khi mà mình tận dụng cái gốc ghép đấy để mình làm, thì đây cũng là một cái cây tree nguyên bản khá là xinh nè. Mày quan sát ha, chúng ta có một cái mầm gốc. Đấy, mầm gốc nè, thì lúc này nó lên 2. Lên 2 ha. Rồi lên đây á, thì ra 4. 4 á, thì cái cành bộ bên này á, thì nó ra 2 nữa. Bên này nó ra 1 là 6, 7, 8, 9, 10. Nói chung là cái cành này á, mình đang được là khoảng tầm 7 cái nhánh hoa. Một chùm nè, hai chùm nè, ba chùm nè, 4 nè, 5 nè, 6 chùm nè. Và bên này nữa là 7 chùm. Đấy, một cái cây tree, nếu mà cái cây tree khi mà mình chiết ra mà mình ra hoa á, thì nó sẽ lai ra như vậy. Đó là khoảng tầm trên 20 bông cho một cái cây tree nguyên bản. Đây là một trong những cái cây phải nói rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đấy, cây tree khi mà mình tạo dáng nó là như vậy. Thật ra là mình sẽ chiết nó không có quá cao, để mà cho nó có một cái thân tree nó rất là phù hợp và nó sẽ rất là đẹp. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua tham khảo thêm một vài cái cây tree nữa để cho các bạn hình dung nó rõ hơn. Đây cũng là một cái cây tree. Cây này thì mình đã quay rồi, nhưng mà mình vẫn muốn quay lại. Đấy, các bạn thấy cái mầm gốc rất là to. Thì lên đây mình cắt. Lên đây mình cắt. Cắt. Đấy, lúc này thì cái tán tree của Juliet phải nói là rất là ổn rồi. Thì lúc này nó cao khoảng tầm 1m3. Đấy, bên này cũng có một cái tree nữa này. Đấy, khá là nhiều những cái cây tree mà mình dành những cái mầm gốc rất là to, rất là khỏe để mà mình chiết nó thành cái nguyên bản. Ok, bên này cũng có một cây nè. Cây này cao quá. Đấy. Rồi, quay trở lại cái cây hồi nãy, đó là cây này. Rất là đẹp, phải nói đây là một trong những cái cây tree mà mình đã tạo dáng gần như là thành công. Và lúc này thì nhiệm vụ của mình đó là chiết nó ra thôi. Và làm cho nó ra một cái rễ thật là sung và sau đó cắt. Rồi chúng ta sang một cái chậu mới thì nó sẽ thành một cái cây tree nguyên bản xuất sắc. Đấy, đây là cái phương pháp làm tree. Ok, ở đây cũng có một cái cây tree này. Cây tree này thì phải nói rất là đã, rất là đẹp nè. Đấy, các bạn thấy cái mầm gốc của mình rất là to. Đây nè, thấy chưa? Rồi, lên tới đây. Bắt đầu nó tỏa được khoảng 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái nhánh rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình đó là tỉa cho nó to cái thân lại. 1 nè, 2 nè. Còn những cái mầm này thì mình chừa cho nó lớn một xíu rồi mình sẽ ngắt. Đấy, hiện tại sơ sơ thì các bạn đã thấy mình đã có được khá là nhiều những cái cây tree rất là nổi bật, rất là đẹp. Thì trong vòng khoảng tầm một cái thời gian rất là ngắn nữa thôi, thì mình sẽ hướng dẫn cái kỹ thuật để mà mình chiết ra, mình tạo nó ra một cái cây tree nguyên bản từ cái cây gốc ghép, hiệu quả, đẹp, chất lượng cao cấp. Rồi, đây cũng là một cái cây tree khá là đẹp nè. Đây các bạn nhìn nè, một cái mầm gốc rất là to. Và sau khi nó ra 2 thì ở trên nó tạo tán được khá là nhiều. Và bây giờ nhiệm vụ của mình đó là tỉa bớt đi cho bắt đầu tán nó khủng hơn một tí nữa. Đấy,
Đây các bạn cứ tưởng tượng nếu mà các bạn có một cái cây tree, một cái gốc tree chất lượng như vậy thì chắc chắn các bạn sẽ phải nói là rất là thích và phải nói rất là khoái khi mà các bạn có một cái cây tree nguyên bản to bằng cái ngón cái này. Cái này nó sẽ to hơn cái ngón cái một tí. Đấy. Và ở trên nó thì nó tỏa tán ra rất là đẹp. Thì đây là dành để tạo tán, dành cho những cái cây hồng bụi không cao quá. Còn nếu mà đối với những cái dòng mà cao quá thì chúng ta sẽ sử dụng một vài cái kỹ thuật nữa để mà cho nó ra thật nhiều nhánh. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.